Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Phước hạnh Chúa Ngài ban cho chúng ta thật là lớn lao. Chúng tôi nhìn từ nhiều góc cạnh thì biết ơn Chúa vô cùng. Khi Chúa hướng dẫn và chúng tôi mời vị diễn giả đã từng đến giảng cho chúng ta hai đại hội. Đó là Bishop Theodore Bismarck. Chúa ban phước và sử dụng cuộc đời của ông để hướng dẫn một mạng lưới hội thánh có hơn 1 triệu tín đồ. Và Chúa sử dụng ông cách rất đặc biệt. Cuộc đời của ông và gia đình của ông được cứu cũng là một cái việc rất đặc biệt. Nó có liên quan đến thành phố Houston của chúng ta. Chúa cho có một cặp vợ chồng từ Houston. Được Chúa ra lệnh cho hãy mua vé máy bay và đi qua Phi Châu. Và đến đó ta sẽ chỉ cho các người biết việc phải làm. Hai người vâng lời mua vé máy bay đi qua Phi Châu. Máy bay đáp xuống phi trường ở tại xứ Ghana, ở xứ Zimbabwe. Thì Chúa Ngài cùng một lúc nói với một cơ quan truyền giáo trong lúc họ đang cầu nguyện, cho xe ra phi trường để đón rước hai người Chúa sai phái từ Houston, Texas của Hoa Kỳ đến để sẽ có lời của Chúa cho họ. Họ vâng lời, xách xe ra đi trong sự dẫn dắt của Chúa và chở hai người cũng đi trong sự vâng lời của Chúa. Về đến nơi thì Chúa Ngài bắt đầu có lời của Ngài cho cơ quan truyền giáo đó. Rồi Chúa Ngài lại hướng dẫn tiếp là bây giờ phải lên xe và đi theo sự hướng dẫn của Thầy. Chúa bảo người lái xe quẹo trái quẹo phải đến một lúc thì đến một căn nhà. Thì ngay cái lúc đó có một người phụ nữ đang rượt theo chồng của mình. Bởi vì ông vừa mới tuyên bố là ông sẽ bỏ gia đình, bà và các con. Ông sẽ bỏ nhà ông đi. Ông không muốn sống ở trong cái gia đình và hôn nhân đó nữa. Cảm ơn Chúa. Thì giáo sĩ đo đến ngay cái lúc mà rất là khó khăn đó, thì người phụ nữ đó đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Và Chúa Ngài ban ơn để những người con ở trong nhà cũng được cứu trong ngày hôm đó. Và Chúa Ngài mặc lấy ơn quyền của Ngài. Và họ cùng nhau cầu nguyện để người cha đã quyết định bỏ đi đó sẽ xách túi ra về. Và việc cũng đã xảy ra đúng như vậy. Gia đình đó là gia đình của Bishop Theodore Bismarck. Và Chúa Ngài cứu ông trong một cái hoàn cảnh rất đặc biệt như vậy, trong sự dẫn dắt thiên thực. Rồi Chúa Ngài dấy ông lên và làm một sư trưởng cho một mạng lưới rất là lớn, rất là đông người và rất là nhiều người được phước. Ông đã từng là diễn giả cho những hội nghị lớn ở Hoa Kỳ này, như ở tại chỗ của mục sư T.D. Jack. Thì cái đại hội từ 30.000 cho đến 35.000 người tham dự. Cảm ơn Chúa trong cái sự kết nối một cách cũng rất đặc biệt là hai người con trai của ông khi đi học ở tại Houston Baptist University thì cùng khóa học với hai con gái lớn của chúng tôi, Khánh Linh và Khánh An. Và cảm ơn Chúa là trong cái sự kết nối đó chúng tôi được biết về gia đình và chức vụ của ông, và ông bằng lòng ông đến để chia sẻ lời của Chúa cho đại hội của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì sự nhận lời của ông. Nhưng mà rồi thì ông cũng tiến cử một cái người diễn giả kế tiếp, đó là con trai thuộc linh của ông, được hội thánh của Chúa Trung gọi là sứ đồ Joshua Chow, một người có một cái ơn tiên tri một cách rất đặc biệt. Cho nên Chúa Ngài đã cho ông biết những cái việc mà chúng ta thấy rằng có thể nói là cái sự hiểu biết bình thường của con người chúng ta không thể nào có được. Đó là vào cái thời điểm mà chúng ta thấy ít nhất là gần 5 năm trước khi cái đại dịch xảy ra. Thì vào tháng 12 của năm 2015, ông được Chúa cho có một cái sự mặc khải từ nơi Chúa, và ông công bố là tiên tri đó cho hội thánh của ông. Và người ta có ghi âm, người ta có ghi chép lại hết tất cả những cái chi tiết này. Ông nói rằng tôi thấy có một chủng virus sẽ xuất hiện. Và nó hiếm đến độ các bác sĩ lúc đầu nhìn nhau và hỏi đây là cúm hay là không phải là cúm. Và nó rất là hiếm, chưa thấy bao giờ. Và ông nghe tiếng của các bác sĩ thảo luận với nhau và nói rằng đây là một cái loại virus mà nó bắt chước những con virus khác.
Và Chúa bảo hội thánh của Chúa đây là một con virus rất hiếm, rất lạ, mà nó đòi hỏi người ta lần đầu tiên phải, mỗi người phải thử để biết là mình có nhiễm con virus này hay không. Và nó sẽ tấn công vào ở trong hệ hô hấp. Và Chúa bảo hội thánh của Chúa phải cầu nguyện để bảo vệ cái hệ miễn nhiễm của mình, cái immune system của mình, cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Thì họ lập tức đi vào trong sự cầu nguyện. Và trong lúc cầu nguyện thì Chúa lại cho biết thêm, con virus này, this virus was man-made. Đây là một cái con virus mà con người tạo ra. And would come from a lab. Nó xuất hiện từ một phòng thí nghiệm. Anh xem, đó là điều đã được Chúa Ngài bày tỏ để chia sẻ với hội thánh của mình 5 năm trước khi COVID-19 xuất hiện. Và nhiều điều khác Chúa Ngài bày tỏ cho, thông báo cho hội thánh và các trưởng lão, các mục sư trong hội thánh quan sát và ghi chép xuống, thì hầu như chính xác một cách rất là rõ ràng. Nói đến sẽ có một cái sự thay đổi thể chế, cũng như là nhiều lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới. Và thế giới sẽ trải qua một cái sự khó khăn rất là lớn. Từng chi tiết một, từ việc kinh tế suy thoái cho đến những cái việc mà chúng ta đang thấy, đang diễn ra trước mắt của chúng ta. Thì Chúa Ngài đã bày tỏ cho tiên tri của Chúa, ông đã thấy và ông đã công bố điều đó. Cảm ơn Chúa. Một trong những cái điều mà Chúa Ngài bày tỏ ra và ông đã ghi lại trong một quyển sách vừa mới phát hành, đó là sẽ có một cơn phục hưng lớn nhất trong lịch sử của nhân loại sẽ xảy ra trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Lòng của tôi tràn đầy sự vui mừng vì biết rằng chúng không tìm, nhưng mà Chúa Ngài sắp đặt để chúng ta sẽ nghe không phải chỉ là những lời tuyên báo. Cái đó nó cũng có những cái phước hạnh mà chúng ta thấy rất là được khích lệ khi một người cũng bình thường như chúng ta, Chúa Ngài mở cho để có thể thấy và biết được những việc trước khi nó xảy ra và tuyên báo nó cho chúng ta, foretell. Cảm ơn Chúa vì cái công tác này. Nhưng mà có một cái công tác khác mà tôi tin rằng quan trọng vô cùng mà hội thánh của Chúa rất là cần để nghe, đó là những sự mặc khải của Chúa để có thể foretell, tức là công bố để nó trở thành hiện thực dựa trên những gì Chúa Ngài mặc khải. Và đó là điều mà tôi tin rằng rất là quan trọng để chúng ta cần nghe, vì hội thánh của Chúa cần, hội thánh Chúa chung đó, cần một cái hướng đi mới từ nơi Chúa trong sự hướng dẫn của Ngài, để chúng ta biết và chúng ta chuẩn bị. Nếu Chúa Giêsu chưa trở lại 5 năm nữa, 10 năm nữa, chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để khi việc xảy ra chúng ta không ngạc nhiên, nhưng mà chúng ta sẽ là những người đã có sự chuẩn bị trước, để lúc đó chúng ta có thể phục vụ, chúng ta có thể giúp đỡ cho những người cần biết đến tình yêu của Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa vì sự sắp đặt của Chúa. Cho nên tôi thông báo một cách chi tiết như vậy để khuyến khích anh chị em trong hội thánh, là trong kỳ kiến ăn này, tôi khuyến khích anh chị em là tha thiết và chúng ta cứ tiến vào ở trong Chúa để nhận được ân của Chúa, và xin Chúa Ngài nới rộng sức Chúa của chúng ta. Vì tôi tin rằng những gì mà Chúa Ngài sẽ bày tỏ qua các đầy tớ của Chúa trong sự giảng dạy ở trong kỳ đại hội này là những điều mà có thể chúng ta chưa quen, có thể chúng ta chưa nghe. Nhưng mà Chúa Ngài đang muốn hội thánh của Chúa chuẩn bị và sẽ có một cái sự chuyển mình rất là lớn lao cho cả hội thánh toàn cầu. Và trong đó xin Chúa Ngài cho để chúng ta sẽ là tiếp tục là mũi nhọn, là những người, những nhóm đầu tiên mà Chúa Ngài ban phước mình mặc khải để chúng ta cầu thai, để chúng ta san sẻ ra trong ơn của Chúa. Thật là phước hạnh để Chúa Ngài làm công việc đó. Khi tổ chức chức vụ của Joshua Chow liên lạc của chúng tôi, thì họ nói sau khi sắp xếp rất là nhiều, di chuyển rất là nhiều điều trong thời khóa biểu, thì ông chỉ có thể đến giảng cho chúng ta một buổi mà thôi. Thì chúng ta nói được cảm ơn Chúa, thì cứ nhận một buổi. Nhưng mà rồi sáng hôm qua thì họ nói rằng Chúa Ngài thúc đẩy và họ lại dời nhiều điều khác nữa để chuẩn bị, để ông có thể đến và chia sẻ với chúng ta trong 2 buổi. Và cảm ơn Chúa vì Chúa biết và Chúa thấy nhu cầu của chúng ta. Nên anh chị em tấn lên ở trong ơn của Chúa, vùng dậy ở trong ơn của Chúa, chuẩn bị cho sự thăm viếng lớn lao mà Chúa Ngài định, cũng như chuẩn bị đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta cho những sự thay đổi lớn lao toàn thế giới. Mà khi nó xảy ra, đừng ai trong chúng ta nói rằng ngạc nhiên, bởi vì
Joshua Chow ông chia sẻ đi lại rất là nhiều lần, không có điều gì xảy ra trên thế giới này là điều ngạc nhiên đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài biết hết. Ngài có quyền để bày tỏ cho tiên tri của Chúa, những người mà Chúa Ngài yêu mến, để biết, để tiên báo và công bố, thông báo ở trong ơn của Chúa để chúng ta có thể tấn tới trong ơn của Chúa. Các con gái của Chúa cùng vào cầu nguyện với chúng tôi trong lúc này cũng như ở trong những giờ sắp đến xem chương trình cầu nguyện buổi tối hôm nay. Nếu quý vị có khả năng mà đang lần lửa chưa quyết định để đến dự đại hội năm nay, tôi khuyến khích là quyết định ngay bây giờ. Bởi vì Chúa Ngài đã bày tỏ rất là nhiều dấu. Đây là chương trình mà Chúa Ngài đã ban phước và Ngài cũng đã điều động những cái công việc là chúng ta thấy rằng tay của Chúa đang hành động ở trong đại hội này. Nếu chúng ta không đến dự, đó là chúng ta lỗ lã, mất mát thuộc về chúng ta. Bởi vì Chúa Ngài rất tha thiết muốn chúng ta thấy được rằng Chúa Ngài đang và đã cũng như đang hướng dẫn đại hội ở trong ơn của Chúa, và Chúa Ngài có ý định toàn dùng đại hội ở trong ơn của Chúa. Cho nên chúng tôi muốn người Việt Nam chúng ta được phước trước. Như chúng ta biết là Bishop Tudor Bismarck, thì người Phi Châu sống ở tại thành phố Houston này là họ rất là mong đợi những cơ hội để có thể đón tiếp ông đến để giảng dạy. Và nếu họ nghe tin rằng ông đến để giảng cho đại hội chúng ta mà chúng ta cho phép, thì họ sẽ kéo đến và sẽ không có chỗ ngồi. Cho nên chúng ta muốn anh chị em người Việt Nam của chúng ta có cái cơ hội, có cái quyền ưu tiên. Vì tôi tin rằng Chúa mang ông đến đây với đại hội của chúng ta thì trước nhất cái ưu tiên là cho người Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết rằng số người tham dự mà không có chiếm hết tất cả những cái chỗ ngồi và sức chứa của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thông báo cho cộng đồng của những người Nigeria, những người thuộc về Zimbabwe, họ sẽ đến. Và như những lần trước họ cứ xin phép chúng tôi là chừng nào Bishop đến chia sẻ, xin ông giảng buổi nào, xin cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể đến và được nghe. Thì chúng tôi lại phải từ chối là bởi vì sợ chúng ta không có đủ chỗ để đón tiếp người một cách chủ đạo. Cho nên chúng tôi thông báo và khuyến khích anh chị em, nếu có thể được sắp xếp được mà đó có ý định đi nhưng mà còn lần nữa, thì tôi cầu nguyện ơn Chúa cho thông báo hôm nay sẽ khuyến khích anh chị em chúng ta sẽ quyết định một cách nhanh chóng mà chắc chắn để chúng ta có thể tham dự và cũng giúp cho Hội Thánh VBC Houston có thể quản lý các ơn của Chúa mà Chúa Ngài ban cho, thì giờ cũng như là cơ hội để các diễn giả có thể phục vụ cái số người đông nhất mà chúng ta có thể giúp đỡ, chúng ta có thể mang đến. Thì xin anh chị em cầu nguyện và giúp đỡ chúng tôi trong công việc đó. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thì giờ cầu nguyện, xin Chúa Ngài cho chúng ta kinh nghiệm được điều mà Chúa Ngài toan định làm theo như mạng lệnh của Chúa cho chúng ta. Thì chúng ta thấy trong Isaiah 60 câu 1 cho đến câu số 3 đó, thì câu 1 chúng ta thấy cụm từ đầu tiên, hãy đứng lên và tỏa sáng ra. Thì chúng ta thấy đây là ở trong cái thì mệnh lệnh cách hãy. Như vậy, đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta vùng dậy. Chúa vùng dậy ở tới đây mang nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta đang sống thấp hơn những gì Chúa đã định. Hãy vùng dậy, ấn lên để chúng ta đứng vào đúng cái vị trí, cái phước hạnh mà Chúa Ngài định cho chúng ta. Nếu đời sống của chúng ta bị cầm buộc, thì hãy vùng dậy để Chúa Ngài có thể kéo chúng ta ra khỏi hoàn cảnh đó. Nếu trong những ngày qua chúng ta đã bị bịt miệng vì sợ hãi, hay là những cái điều ở trong đời sống của chúng ta đã trì kéo làm cho chúng ta không thể nào tấn lên trong ơn của Chúa được, hãy vâng theo mạng lệnh của Chúa, hãy vùng dậy, hãy đứng lên. Tại sao? Vì ánh sáng của Ngài đã đến. Vùng dậy và tỏa sáng ra vì Chúa Ngài nói rằng vì ở ta đây. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ hậu thuẫn chúng ta. Ngài không bảo chúng ta đứng lên và tỏa sáng trong sức của mình, nhưng mà vì ánh sáng của Chúa đã chiếu ở trên đời sống của chúng ta đứng dậy, chúng ta tỏa sáng ra ở trong ơn của Chúa. Như vậy chúng ta thấy hai vế tới đây. Phần của Chúa, Ngài tiếp trợ những gì mà Chúa Ngài biết chúng ta cần. Phần của chúng ta thì chúng ta phải làm cái công việc, cái hành động, chúng ta phải vùng dậy. Nói đến hình ảnh, chúng ta có thể đang ngồi dưới đất, chúng ta có thể đang nằm sát mặt đất bởi vì mình không có sức, mình bị những cái hoàn cảnh xung quanh trói buộc và đè nặng mình như vậy. Thì có một cái hành động chúng ta thấy
Tiếng miền Nam chúng tôi gọi là lầm cầm ngồi ấy. Tức là chúng ta chỏi tay của mình, ráng cố gắng lấy hết sức của mình đứng lên cho bằng được, bùng dậy. Thì luôn luôn ở trong hình ảnh là đứng lên cho một cái gì đó tươi mới, đứng lên cho một cái gì đó tốt hơn, đứng lên cho cái gì đó mà chúng ta biết rằng Chúa Ngài đã định sử dụng chúng ta vì Chúa Ngài chiếu sáng ở trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Trong khi Đức Chúa Trời Ngài đã có những cái điều mà lời của Chúa báo chúng ta, những chu cấp để những người theo Ngài có thể vùng dậy và tỏa sáng, thì câu Kinh Thánh này cũng nhắc cho chúng ta cái phần chúng ta phải làm, việc chúng ta phải thực hiện để kế hoạch và chương trình của Chúa ở trong đời sống của chúng ta sẽ được thực hiện. Không ai khác làm thay cho chúng ta trong công việc này. Hãy vùng dậy. Ở đây nói đến một cái người nghe được cái mệnh lệnh này từ nơi Chúa và đáp ứng lại. Amen anh chị em. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sự đáp ứng một cách cá nhân. Thế chúng ta không thể nào ngồi để chúng ta chờ đợi người khác rồi mình nói rằng nếu mà còn dư chỗ cái gì đó thì tôi. Nhưng mà không có tại đây. Mệnh lệnh của Chúa dường như bảo mỗi một chúng ta phải đứng dậy, phải đứng lên, phải vùng dậy ở trong ơn của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Hình dung với tôi thí dụ như trong một căn phòng mà công tắc điện ở trong nhà chúng ta tất cả đều ở trong vị trí tắt, thì chúng ta thấy rằng sẽ có bóng tối trong nhà, đặc biệt là về đêm thì chúng ta thấy đó là điều chắc chắn. Nhưng hình dung với tôi khi chúng ta chuyển công tắc sang vị trí bật thì chúng ta sẽ thấy nếu dây nhợi điện ở trong nối kết với đường dây điện chính ở bên ngoài dẫn vào thì chúng ta thấy rằng cái hành động bật công tắc trở lên nó sẽ đem lại một cái sự thay đổi, đó là từ bóng tối sẽ sang ánh sáng. Hình dung với tôi dòng điện đã dẫn điện vào và sẵn sàng ở tại đó chờ đợi. Công việc của chúng ta là bật công tắc lên thì dòng điện sẽ được nối mạch và chạy để có thể làm sáng đèn, để có thể trải một cái máy gì đó mà chúng ta cần được sử dụng để đem lại lợi ích tiện nghi cũng như là bảo tồn sự sống của chúng ta. Thì chúng ta thấy khi mùa đông 2 năm trước khi chúng ta bị cúp điện một thời gian dài như vậy thì đem đến sự chết, lạnh và nhiều thứ khó khăn mà chúng ta thấy. Và cảm ơn Chúa, dòng điện quyền năng của Chúa đang có mặt ở trong đời sống của chúng ta. Và Ngài sẵn sàng để hậu thuẫn chúng ta. Khi chúng ta đứng lên, Chúa Ngài sẽ làm việc. Cho nên hãy kết nối với Chúa. Vì trước khi bất kỳ vật thể nào có thể chiếu sáng thì phải có một cái nguồn phản xạ ánh sáng với cái vật thể đó. Nói cách khác, đó là ánh sáng phản chiếu làm cho mọi thứ lấp lánh và tỏa sáng. Chúa Jesus Christ là ánh sáng của thế gian. Giăng chương 8 câu 12 Đức Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng của sự sống. Cảm ơn Chúa. Đi với Chúa thì chúng ta không còn ở trong bóng tối được nữa, bởi Chúa là sự sáng của chúng ta. Và Giăng chương 9 câu 5 đang lúc ta còn ở thế gian, ta là ánh sáng của thế gian. Cảm ơn Chúa. Và Ngài tuyên bố ngoài ta các con không làm chi được. Giăng chương 15 câu số 5. Vì vậy để chúng ta có thể tỏa sáng được, chúng ta phải kết nối với Đức Chúa Giêsu qua Thánh Linh của Ngài. Và từ đó chúng ta có thể nhận được ánh sáng và sẽ làm cho đời sống của chúng ta có thể được tỏa sáng ra. Chúa truyền linh. Ngài cũng là đấng yểm trợ để cái linh mà Chúa truyền chúng ta có thể thực hiện được. Miễn là chúng ta quyết định. Trong trường hợp này Chúa bảo hãy vùng dậy. Bất cứ những điều gì đang ngăn trở anh chị em trong những ngày qua, chúng ta cầu nguyện, cảm ơn Chúa chúng ta sẽ đứng lên. Cảm ơn Chúa. Trong một mức độ, chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa đang đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Chủ nhật, tôi về và khi các con mời tôi đến nhà để ăn tối, thì tôi thấy mình no, mặc dù chủ nhật là không có ăn nhiều thức ăn như những ngày thường. Mặc dù chúng tôi cũng kiêng ăn Daniel với quý ông bà anh chị em trong năm nay. Và tôi nói rằng bà thấy no. Các cháu hỏi sao? Bởi vì chúng nó cũng mất cái cơ hội để chứng kiến điều Chúa làm sau giờ giảng luận. Chúng ta cảm ơn Chúa, Chủ nhật vừa qua chúng ta có 5 người đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống.
Và đây là cả năm người lần đầu tiên đến nhóm lại với chúng ta. Đây là việc mà chúng ta thấy rất là lạ. Đối với tôi, khi một người đã từng có cơ hội đến nhà Chúa ít nhất một lần mà họ tin Chúa đó, thì chúng ta biết rằng cái chuyện đó là đương nhiên rồi, bởi vì Chúa Ngài có cái cách của Ngài. Thì chúng ta đưa người đến và ít nhất trong đời của họ một lần nghe được tin lành của Chúa, thì tin lành của Chúa sẽ lớn lên. Anh chị em còn nhớ ẩn dụ Chúa Giêsu nói không? Tin lành của nước trời giống như một người đi gieo giống. Người gieo giống vào trong ruộng của mình rồi, người trở về hoặc thức hoặc ngủ, thì Đức Chúa Trời làm cho hạt giống cứ tiếp tục được lớn lên. Nên điều đó chúng ta không thấy lạ. Hôm Chủ Nhật, cảm ơn Chúa, một chị thì chị có nhu cầu cần được sự chữa lành. Và trong cái sự giới thiệu cũng rất là đặc biệt, cuối cùng thì chỉ được mục sư Hồng Nhật, là một trong những mục sư liên kết với chức vụ của chúng tôi. Và cuối tháng 6 vừa rồi đã được hội đồng của Liên hữu các hội thánh Ân Tứ bầu làm mục sư trưởng, mục sư chủ tịch cho nhiệm kỳ 4 năm tới. Ông cầu nguyện cho chị. Xong ông nhắn tin, ông vui lắm. Ông nói rằng có một người từ Houston vừa mới được Chúa nghe chữa lành. Và chị nói rằng nếu có ai rước tôi thì tôi sẽ đi nhóm lại với hội thánh. Ông nhắn tin và nói rằng một sư thánh có thể sắp xếp để có ai có thể giúp đỡ được hay không. Thì tôi liên lạc với chị thì nó gặp cái khó khăn là chị mới ở Việt Nam qua, chưa biết tên tuổi đường xá vùng nào mình đang sống. Cho nên hỏi chị nói tôi cũng không biết một sư. Tôi nói bây giờ tôi phải biết địa chỉ nhà của chị thì mới sắp đặt được. Và cảm ơn Chúa, Chúa Ngài lại cho con một kết nối với bà Hồng. Để rồi giới thiệu, cuối cùng thì cho tôi được cái địa chỉ mà tôi nhờ. Vì nó là vùng 290 cho nên nhờ anh chị Hải Như đến rước. Và khi nghe giảng xong, cảm ơn Chúa, chị có nhu cầu cần được sự chữa lành ở trên vai phải của mình nữa. Thì trước đây chị bị chứng sa tử cung mà rất là đau đớn khó chịu. Thì một sinh nhật cầu nguyện thì chị đã được lành cái bệnh đó. Nhưng mà còn đau vai thì chưa được giải quyết. Và cảm ơn Chúa là hôm Chủ Nhật sau khi chị được cầu nguyện Chúa nghe chữa lành, thì chúng tôi cũng hướng dẫn chị cầu nguyện tin Chúa. Cảm ơn Chúa trong sự vui mừng, anh Hải đã nhờ chúng tôi ký một cái cuốn kinh thánh để gửi tặng cho chị. Thì xong tôi bước qua thì một niềm vui khác Chúa Ngài cũng cho được xảy ra, đó là gia đình của cô Châu Nga vừa mới từ Việt Nam qua. Thì người anh rể có một cái nhu cầu là chân của anh đau rất nhiều vì đầu gối và các khớp xương bên trái, thì có một số thì nó bị chứng bệnh gút đó. Đầu gối thì cũng có những cái đau nhức. Và cảm ơn Chúa khi chúng tôi mời anh ngồi xuống và chúng tôi so hai cái chân của anh thì thấy nó có một cái sự khác biệt rất là lớn. Và trước mặt vợ và hai con, Chúa Ngài đã chữa lành cho anh. Chân của anh được kéo dài ra, anh đứng dậy kiểm chứng lại và thấy hoàn toàn không còn đau nhức gì hết. Thì cảm ơn Chúa. Ngay trong lúc đó thì chúng tôi được gia đình nhờ cầu nguyện cho anh chị cũng như là hai cháu mới được định cư tại Mỹ này. Và khi tôi đang hướng dẫn và cầu nguyện cho họ thì Chúa lại đặt để trong lòng của tôi là đã đến lúc chín muồi kêu gọi họ cầu nguyện tin Chúa. Rồi họ đã chứng kiến quyền năng của Chúa và cảm nhận được sự chữa lành của Chúa ngay trên thân thể của mình. Và đã nghe bài giảng hôm nay, đó là Chúa Ngài muốn chúng ta được ở trong giao ước với Ngài và nhận được phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Thì hôm nay là ngày tốt đẹp để anh chị tiếp nhận Chúa, và họ tất cả đều đồng ý gật đầu. Chúng tôi hướng dẫn và tất cả gia đình đã tin Chúa. Cảm ơn Chúa vì lần đầu tiên năm người này đến nhà thờ. Trong trường hợp của bốn người này thì đây cũng là lần đầu tiên được nghe tin lành của Chúa. Chúng tôi ở trong tuần qua thì chiến đấu rất nhiều trong cái việc là phải sắp xếp cho cái loạt bài giảng. Và khi tôi cầu nguyện thì tôi thấy Chúa bảo rằng con hãy trở lại và nhắc nhở dân sự ta về giao ước. Và phước hạnh của họ ở trong giao ước với ta gồm có những gì. Thì tôi phải chuẩn bị nhiều lắm. Nhưng mà khi vâng lời Chúa thì thấy cái kết quả là rất là đặc biệt. Sau giờ lễ tiếng Anh có các thiếu nữ chạy lên trong nước mắt và nói rằng mục sư, đây là bài giảng dành cho con. Trong 3 năm qua con cảm thấy mình bị cột trói vào ở trong những cái mặc cảm, tự ti, thấy mình không xứng đáng gì và mình rất là khô hạn ở trong đời sống. Nhưng mà hôm nay thì sứ điệp đã nhắc nhở con rằng Chúa Ngài dựng nên con cho nhiều hơn.
Sư Mục sẽ cầu nguyện và con sẽ bước lên, con sẽ làm đúng theo như điều mình đã trải qua ở trong tiến trình tăng trưởng, đã khám phá ra được khả năng ân tứ của mình, và chúng con sẽ hết lòng hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rất là nhiều điều mà Chúa Ngài điều động mọi công việc và thức ăn khớp với nhau một cách hết sức là lạ lùng như vậy. Chúa đang đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Anh chị em còn nhớ hai lần trước khi chúng ta mỗi người tra xét chính mình, mà chúng ta đứng vào trong cái vị trí là chúng ta giải quyết hết tất cả những kiêu ngạo, những tội lỗi trong đời sống của chúng ta, thì dòng chảy của quyền năng của Chúa sẽ tự do hành động ở trên đời sống chúng ta, gia đình của chúng ta và hội thánh của Chúa. Bởi vì ngăn trở phần nhiều là chính những cá nhân. Cái sự dây xích của hội thánh của Chúa nó chỉ mạnh bằng cái mắt xích yếu nhất ở trong hội thánh. Có những mắt xích khác họ trưởng thành, họ mạnh mẽ trong Chúa. Nhưng nếu cái sự dây xích đó để cho nó lường lạc mà có một cái mắt hay là hai cái mắt xích mà nó yếu, thì sức mạnh của sự dây xích đó nó tùy thuộc vào trong hai cái mắt xích này. Thì chúng ta thấy rằng tiềm năng cũng như công việc của hội thánh của Chúa có thể bị giảm thiểu rất nhiều khi có những cá nhân trong hội thánh chúng ta vẫn còn chứa chấp tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta sống mà chúng ta để cho tội lỗi cũng như những điều trong đời sống của chúng ta làm cho cái sự thông công, dây nhân tình và sức yêu thương của Chúa bị giới hạn, bị cắt điện. Sức mạnh lớn lao vô cùng khi tất cả chúng ta hiệp làm một. Anh em còn nhớ Thi Thiên 133. Khi chúng ta hiệp một thì đó là một bức ảnh rất là tốt đẹp để chúng ta có thể thấy. Kìa anh em ăn ở hòa thuận tốt đẹp thay. Thì chúng ta nghe cái chữ kìa đó thì chúng ta thấy dường như là có một người đang kêu gọi sự chú ý của tất cả mọi người để nhìn thấy cảnh của những anh em ở trong một gia đình, ở trong một gia tộc, ở trong một hội thánh ăn ở hòa thuận với nhau. Đó là bức ảnh đáng nhìn, đó là điều đáng khen, đáng chú ý. Kìa anh em ăn ở hòa thuận thật tốt đẹp thay. Và đem so sánh về sự sức giàu, tuôn đổ cũng như là sương móc của sự ban phước của Đức Chúa Trời ở trên cộng đồng đó, ở trên nhóm người đó. Tôi xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ tấn tới ở trong ơn của Chúa, để Chúa Ngài có thể làm việc trên đời sống của chúng ta, và Ngài sẽ làm lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. Để người ta có thể tin Chúa một cách dễ dàng hơn. Luôn cả những người lần đầu tiên nghe tin lành của Chúa, nghe giảng lời của Chúa, họ lập tức mở lòng ra tiếp nhận. Vì cái môi trường nó được đầy sự hiện diện của Chúa. Như nhà truyền giáo Reinhard Bonnke, ông kể lại cho chúng ta rất là nhiều lần. Chúng ta có thể, trong khả năng tổ chức, chúng ta có thể điều khiển một cái môi trường 400-500 chỗ ngồi giống như nhà thờ của chúng ta. Mà chúng ta đem ra một cái cánh đồng mà có trên 1 triệu người đến tham dự, chúng ta không điều khiển được. Và phải đòi hỏi sự hiện diện của Chúa để Ngài làm việc. Anh chị em thử hình dung ở trong những chương trình truyền giảng của chúng ta, và đến giờ kêu gọi mà chúng ta thấy có những người đi ra đi vào, ngay lúc đó làm loãng cái bầu không khí và làm cho những người đó lo ra, những người mới đến lo ra. Bây giờ chúng ta hình dung hơn 1 triệu người trong cái giờ kêu gọi. Nếu không có sự vận hành của Chúa, làm sao người ta có thể tin Chúa được? Nhưng mà chúng ta thấy cái sự đáp ứng quá sức tưởng tượng của chúng ta. 500.000, 800.000, 1 triệu 200.000 người tiến lên cầu nguyện tin Chúa trong một buổi truyền giảng. That's a lot of people. Và thấy dường như rất là dễ dàng. Bài giảng của mục sư Reinhard Bonnke, nhà truyền giáo Reinhard Bonnke, thì ông giảng những câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Không giảng triết lý cao siêu gì, chỉ giảng những câu chuyện trong Kinh Thánh. Khi ông công bố lời của Chúa thì Chúa bày tỏ sự nghiện của Ngài, Ngài chữa lành, Ngài giải cứu. Khi những người ngồi xe lăn bắt đầu nhảy ra khỏi xe lăn của mình, và đám đông người ta truyền cái chiếc xe lăn đỡ trên tay của đám đông, họ truyền từ từ ở tuốt đằng sau, ở ngoài cánh đồng gần 2 cây số ở ngoài sau đó, họ chuyển dần dần đến lên đến trên tòa giảng. Trong lúc đó cái người bại mà ngồi trong xe lăn đó đang chạy lên tòa giảng. Rồi nhiều cái trường hợp như vậy xảy ra. Có những người thì đang chạy và tiếng dây xích, dây xiềng đang khua lên, bởi vì họ đã bị những người thân xiềng họ lại, bởi vì họ bị quỷ ám và rất là hành họ một cách rất là dữ dội. Họ rất là nguy hiểm. Và cảm ơn Chúa khi đưa lên, và những cái sợi dây xích đó được cắt ở trước mặt
đông người như vậy, quyền năng của Chúa, ngài bày tỏ thánh linh của Chúa cảm động. Thì 500,000-600,000 người tiến lên tin Chúa trong một buổi. Đó là hình ảnh mà chúng ta thấy rằng có thể xảy ra. Và điều kiện thì chúng ta thấy rằng Chúa ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi. Hãy bùng dậy, tỏa sáng ra, vì sự sáng đã chiếu trên các người. Cảm ơn Chúa. Quyền năng của Chúa, ngài có quyền để làm những công việc thật là lớn lao khi chúng ta vùng dậy. Vì ngài là đấng có trong tay mọi quyền phép ở trên trời và dưới đất, như Matthew chương 28 câu số 18. Quyền năng của ngài đã làm cho Lazarus sống lại sau khi chết đã 4 ngày ở trong tình trạng đã có mùi hôi. Quyền năng của ngài cũng có thể làm cho đứa bé gái 12 tuổi trỗi dậy từ cõi chết sau khi đã tắt hơi, đã chết. Cảm ơn Chúa. Chúng ta vẫn chưa chết, anh chị em còn sống. Trường hợp của chúng ta không tồi tệ như của Lazarus. Trường hợp của chúng ta cũng không tồi tệ như đứa bé gái 12 tuổi vừa mới chết. Hoàn cảnh của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta chưa đến nỗi tệ như của Lazarus. Nếu Chúa có thể gọi Lazarus sống lại, ngài cũng có thể thay đổi hoàn cảnh của gia đình của chúng ta. Amen. Nếu Chúa có thể làm cho Lazarus chết 4 ngày có thể sống lại, thì không có một hôn nhân nào là quá chết và có mùi hôi đến độ như vậy. Ngài có quyền để có thể làm cho được sống lại trong ơn của Chúa. Chúa đang làm công việc của ngài. Xin Chúa ngài cho để chúng ta nhận biết, tin và sẽ trỗi dậy trong ơn của Chúa. Hãy kết nối với Đức Chúa Giêsu qua Đức Thánh Linh của ngài hôm nay, để chúng ta có thể nhận được quyền năng để chúng ta vùng dậy và tỏa sáng ra. Cảm ơn Chúa. Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng. Có một cái lời làm chứng mà cháu rể tương lai của chị Thu, chị trong cái lớp chuẩn bị hôn nhân chúng tôi dạy trong những tuần qua, thì khi tôi hỏi lời làm chứng về sự cứu rỗi, thì Israel đã làm chứng lại cái lời làm chứng của mình. Và chúng ta nghe cũng rất là ly kỳ. Em rất thích coi phim ma. Rồi một ngày đã mở miệng ra và nói một cái lời rằng nếu có một cái quyền lực nào của bóng tối có mặt tại đây, xin bày tỏ cho tôi thấy. Lập tức con quỷ nó nhảy vào trong thân thể của em liền. Nó giật giả em với cái ánh mắt của một cái mắt rất quỷ và rất dữ dằn. Lúc đó thì em bắt đầu hoảng sợ. Tôi tưởng đâu rằng quỷ theo kiểu như trong phim, trong sách mà mình đọc. Nhưng mà không ngờ mình hỏi thì nó xuất hiện liền. Và nó dữ dằn như vậy. Rồi cảm ơn Chúa. Hồi nhỏ có nghe nói về Chúa Giêsu. Thì ngay trong lúc đó lại công bố nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, mày phải ra khỏi tao. Quỷ run rẩy lên và xuất ra khỏi em. Đó là lý do tại sao em tin Chúa. Anh nói rằng Chúa Giêsu danh của ngài thôi mà quỷ, con quỷ rất là dữ và làm cho em sợ như chưa bao giờ sợ. Trước đây có thể có những cái chuyện có thể làm cho mình suýt tai nạn xe hay làm cái gì đó làm cho mình có thể sợ chết, nhưng mà chưa bao giờ cái sợ lớn bằng con quỷ đó khi nó chui vào trong người của mình. Nhưng mà chỉ công bố danh Đức Chúa Jesus Christ, mày phải ra khỏi tao, thì nó run rẩy và nó đi ra. Em nói rằng Chúa xứng đáng để em dâng cả cuộc đời của mình ở trên đời này và cõi đời đời để thờ phượng ngài, vì Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng. Cảm ơn Chúa. Quyền năng của Chúa có thể ở trong chúng ta. Ánh sáng của ngài có thể chiếu trên đời sống của chúng ta để chúng ta có thể vùng dậy. Anh chị em phải nhận biết điều đó. Và chúng ta chào mừng Thánh Linh của Chúa. Là quyền năng mà Chúa ngài qua công tác của Đức Thánh Linh có thể tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. Giống như Đức Chris đã truyền cho các môn đồ của ngài, hãy chờ đợi Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta quay trở lại, tiếp nhận và trông cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Và để chúng ta có thể chào đón sự hiện diện quyền năng phục hưng của ngài trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Chúa đang chuẩn bị hội thánh của ngài. Và tôi tin rằng Chúa ngài sắp đặt để đưa diễn giả Joshua Chow đến để chia sẻ với chúng ta ở trong lần này. Vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta được biết tin tức này sống. Chúa biết chúng ta cầu xin sự phục hưng đã lâu rồi. Và tôi tin rằng Chúa ngài đã ghi hết tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta. Và Chúa ngài muốn cho chúng ta là những người được tin tức từ nơi Chúa sống rằng sự phục hưng đó
đang chuẩn bị đổ ra trong ơn của Ngài. Đây không phải là lời của một người chỉ nói mà chưa được kiểm chứng, nhưng mà có những lời tiên tri chính xác đến như vậy. Anh chị em, trước khi Covid xảy ra chắc ít ai biết rằng sẽ có một con virus do con người tạo ra, và mục đích tấn công của nó ở trong hệ hô hấp của con người của chúng ta. Và nó là một cái con virus mà nó bắt chước những con virus khác, mà nó được thả ra từ một cái phòng thí nghiệm. Ai biết được như vậy? Ai biết một cách chi tiết đến như vậy? Và nhiều điều khác nữa. Chúa ngày bày tỏ ra, cảm ơn Chúa. Trong những lời bày tỏ đó về sự phục hưng, thì tôi khi nghe và đọc được những điều này thì tôi được khích lệ vô cùng, vì biết rằng Chúa Ngài sắp đặt. Mặc dù chúng ta cũng không biết để mời, và khi được biết tên tuổi và nhận lời của vị diễn giả này rồi thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu, thì Chúa sử dụng anh trong nhiều cái mức độ rất là lớn, trong những một vụ lớn của thế giới đã sử dụng và mời anh đến để chia sẻ những điều Chúa bày tỏ để Hội Thánh của Chúa có sự chuẩn bị. Cảm ơn Chúa. Và Thánh Linh của Chúa, Ngài hành động, Ngài ban cho, Ngài mặc khải, Ngài cho có những lời tiên tri, những lời tri thức để có thể chia sẻ ra trong ơn của Chúa. Không có Đức Thánh Linh thì không có sự sống, anh chị em. Không có Đức Thánh Linh không có một tội nhân nào có thể được cứu. Không có Thánh Linh không có một cuộc sống nào có thể được thay đổi. Không có Thánh Linh không có Hội Thánh nào có thể phát triển được. Không có Chúa Thánh Linh không quốc gia nào có thể được thay đổi. Chỉ có quyền năng và sự hiện diện của Thánh Linh mới có thể mang lại cái sự thay đổi này. Cho nên chúng ta đừng đánh đổi Đức Thánh Linh để lấy bất cứ một thứ gì trong cuộc đời này. Mãi nhận và tái nhận sự đổ đầy của Ngài trong đời sống của chúng ta. Bùng dậy anh chị em. Chúng ta kêu cầu sự tuôn đổ của thần của Đức Giê-hô-va ở trong ơn của Ngài. Ê-sai 11 câu số 2. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Cầu xin Chúa để đổ thần của Đức Giê-hô-va trên chúng ta, chiếu sáng cuộc đời của chúng ta trong ơn của Ngài. Thánh Huyền chương 4 câu số 5. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và bảy ngọn đèn sáng rực khắp trước ngôi, đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Có bảy thuộc tính mà sách Khải Huyền thì cho chúng ta thấy đây là bảy vị thần của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra ở trong Ê-sai chương 11 câu số 2. Tối hôm nay chúng ta cầu nguyện để Ngài đến. Ngài là thần của Đức Giê-hô-va, Ngài là thần khôn ngoan, Ngài là thần thông sáng, Ngài là thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Một trong những điều mà tôi tin rằng diễn giả sẽ chia sẻ với đại hội của chúng ta, công tác của thần hiểu biết. Khi Ngài hành động và Ngài bày tỏ một cách mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta, Chúa cho chúng ta biết những điều mà bình thường chúng ta không thể biết được. Chúng ta đang ở trong những ngày mà cái nhu cầu này rất là lớn. Những người xung quanh của chúng ta, từ các quốc gia vô thần, quốc gia mà người ta trước đây chống đối, mà nói rằng họ không có một cái niềm tin gì về tôn giáo, tôn giáo là thuốc phiện. Và chúng ta thấy ngày hôm nay thì từ chủ tịch nhà nước đến người dân, chúng ta thấy rằng người ta tìm đủ mọi cách để nhờ những cái trung gian để có thể biết những điều về tương lai của họ. Ở tại các nước Tây Phương thì chúng ta thấy rằng những đường dây hotline của psychic thì cũng làm ăn rất là có tiền. Người ta đang cần một sự hướng dẫn từ một cái nguồn khác hơn là những gì con người có được trong cuộc sống này. Trong cái Hội Thánh của Chúa, chúng ta có thần của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng có thể cho chúng ta biết những tin tức chân thật và những tin tức thật, chứ không phải là những tin tức giả dối. Bởi vì Ngài là thần chân lý, Ngài là thần hiểu biết, Ngài là thần khôn ngoan, Ngài là thần mưu toan, là thần thông sáng. Ngài có thể bày tỏ, Ngài có thể hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta sẽ là như những người của chi phái Issachar. Chúng ta biết những việc trước thời điểm của chúng ta. Rất là cảm. Ngài xin Chúa Ngài ban phước. Tối hôm nay, mỗi một chúng ta tha thiết, chúng ta cầu nguyện đi, xin Chúa Ngài ban phước và độ thần của Ngài trên chúng ta. Thần của Đức Giê-hô-va là nguồn mang lại sự sống và quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài sống ở trong con cái của Ngài, hành động ở bên trong và qua chúng ta để có thể bày tỏ
đường lối của Chúa cũng như quyền năng của Ngài để có thể giúp đỡ cho nhiều người trong ơn của Chúa. Trước khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá, đền nợ tội cho chúng ta, trở nên sự rủa xả thay thế cho chúng ta không đủ tiêu chuẩn để thần của Chúa ngự ở trên chúng ta. Nên cảm ơn Chúa khi tội lỗi của chúng ta được tha và chúng ta được Đức Chúa Giêsu Ngài rửa tội lỗi chúng ta được sạch, thì thân thể của chúng ta lại được đủ điều kiện để Thánh Linh của Đức Chúa Trời lại có thể đến ở trong chúng ta và hành động trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Giêsu đã thực hiện điều đó cho chúng ta. Các quan sát chương 6 câu số 34, khi thần của Chúa ngự trên Gi-đôn, người Abi-e-sô-rít hiệp lại đặng theo người ra chiến trận. Cảm ơn Chúa. Muốn lãnh đạo mà người ta đi theo sự hướng dẫn của mình, phải có thần của Chúa ngự trên như Chúa đã ngự trên Gi-đôn. Còn bằng không chúng ta có thể năn nỉ, chúng ta có thể nói ráo nước miếng mà không ai đi theo. Gi-đôn khi thần của Chúa đổ xuống thì hiệp lại, người ta hiệp lại, người Abi-e-sô-rít hiệp lại đặng đi theo sự hướng dẫn của ông. Các quan sát chương 14 câu số 6, khi thần của Chúa ngự trên Samson khiến ông có thể xé xác con sư tử. Ở trong Samuel thứ nhất chương 16 câu số 13, khi thần của Chúa ngự trên David, kể từ giây phút đó ông được sự sức dầu để làm vua ở trên Israel. Mặc dù nhiều năm sau ông mới thật sự lên ngôi làm vua, nhưng mà thần của Chúa bắt đầu cảm động và dẫn dắt ông. Thì cái tổ chức của vương quốc của David khác với của Saul hoàn toàn. Saul không có một tổ chức chính trị cũng như là đường lối của một vương quốc, nhưng mà David thì sắp đặt công việc nhà nước của ông đó một cách rất là khôn ngoan, chắc chắn là bởi thần của Chúa hướng dẫn. Trong Esai 59 câu số 16, nhờ đó các dân tộc khắp thế giới sẽ kính sợ danh Chúa hằng hữu và vinh quang Ngài. Khi quân thù tiến công như vũ bão, thần của Chúa sẽ đánh tan chúng nó. Theo như bản diễn lý, Chúa luôn làm việc qua những con người. Thì chúng ta đang ở trong những ngày của Esai 59 câu số 19 này. Khi quân thù tiến công như vũ bão thì thần của Chúa sẽ đánh tan chúng nó. Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh ở trong những mức độ mà chúng ta đang thấy, sẽ thấy ở trong những ngày sắp đến. Nhưng mà cái chiến trận thì nó cũng là rất là khốc liệt. Cảm ơn Chúa. Niềm vui của thấy những công việc của tay của Đức Chúa Trời hành động đó là cái niềm vui mà cảm ơn Chúa không gì có thể đánh đổi được. Nhưng mà muốn kinh nghiệm được thì chúng ta cũng biết thế giới thâu tâm không bao giờ để cho chúng ta có thể nhận một cách tự nhiên dễ dàng đó anh chị em. Đó là lý do mà chúng ta kiêng ăn, chúng ta cầu nguyện, chúng ta chiến đấu trong các buổi tối như thế này để chúng ta có thể nhận được ơn của Chúa, trong ơn của Chúa. Tối nay tôi mời anh chị em chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình của mình, như mệnh lệnh của Chúa hãy vùng dậy. Thì chúng ta thấy ở đây có tính cách cá nhân, đó là quyết định của chúng ta. Chúng ta có thể đứng cầu thay cho các anh chị em khác ở trong hội thánh, nhưng mà cá nhân của chúng ta thì chúng ta nhớ rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm. Không ai có thể làm được công việc này thay cho chúng ta. Nên điều đầu tiên mời anh chị em chúng ta cầu nguyện là: Lạy Cha, chúng con kêu cầu Ngài trong những ngày này, báp têm chúng con và hội thánh của Ngài trong Đức Thánh Linh. Xin Chúa Ngài nhận chìm chúng ta trong quyền năng và sự hiện diện của Thánh Linh của Chúa. Thứ hai, ô thần của Chúa, vì vương quốc của Ngài xin đến trên chúng con trong quyền năng và biến đổi chúng con là con dân của Ngài, để rồi chúng con sẽ sống ở trong quyền năng của Đức Chúa Trời, bày tỏ ra trong các ân tứ của Đức Thánh Linh. Một trong những công việc mà Đức Thánh Linh Ngài đã làm việc ở trên vua Saul thì chúng ta thấy đem lại một kết quả một cách cũng rất là đặc biệt. Ở đây Samuel thứ nhất chương 10 câu số 6, thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, tức là ông hòa nhập vào trong các tiên tri và ông cũng bắt đầu nói tiên tri, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ân này đến thì nó sẽ khiến cho chúng ta thay đổi ra một người khác hoàn toàn. Và chúng ta biết rằng cái tin tức, cái sự mặc khải mà chúng ta nhận được không đến từ chúng ta. Chúng ta sẽ kính sợ Chúa càng hơn, chúng ta sẽ biết nhạy bén hơn đối với tiếng phán của Chúa trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện để xin Chúa Ngài làm việc, để trong kỳ đại hội này đa số sẽ nhận được ơn tiên tri. Cảm ơn anh chị em. Điều đó không nhất thiết là anh chị em lập tức sẽ trở nên một tiên tri của Chúa, nhưng mà nhận được ơn tiên tri. Bởi vì hội thánh của Chúa cần, gia đình của chúng ta cần,
công việc của ơn của tiên tri không nhất thiết là chỉ tiên báo, báo trước những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà cái sự hiểu biết của tính cách tiên tri mà Chúa Ngài sẽ mở ra trong chúng ta đó, giúp cho chúng ta biết phải quyết định như thế nào, sắp đặt đường lối gia đình của chúng ta ra sao trong những ngày sắp đến. Đó là điều rất là cần. Xin Chúa Ngài ban phước để rồi chúng ta sẽ hóa ra một người khác. Cảm ơn Chúa. Ai không thỏa lòng với con người hiện tại, cầu nguyện xin Chúa cho mình như Sao-lơ đó, cùng với những người khác nói tiên tri để rồi được hóa ra một người khác. Thứ ba, chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho con biết và kinh nghiệm sự tự do của Thánh Linh Ngài, để con sẽ biến hóa theo ảnh tượng của Đấng Christ từ vinh hiển sang vinh hiển. Như Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 từ câu 17 đến 18, tả Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều đẩy mặt trần mà nhìn xem vinh hiển của Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, bởi Chúa là Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn Ngài để chúng con không dập tắt Đức Thánh Linh. Bởi vì lời của Chúa nhắc chúng ta từ sau ca thứ nhất chương 5 câu số 19, chớ dập tắt Đức Thánh Linh. Đây là đặc ân mà Chúa Ngài dành cho chúng ta. Đó là Đức Thánh Linh trong tân ước này, bởi giao ước mà Chúa Giêsu đã ký với chúng ta bằng chính huyết của Ngài, thì Thánh Linh của Chúa khi đến với chúng ta, Ngài ở với chúng ta đời đời. Cho nên chúng ta có thể do lối sống của chúng ta không vâng phục Chúa, không đi trong sự dẫn dắt của Ngài, sống ở trong tội lỗi, chúng ta có thể dập tắt Thánh Linh của Chúa. Chúng ta có thể làm buồn Đức Thánh Linh. Nhưng anh chị em, khi chúng ta hiểu được công việc của Ngài chúng ta cần như thế nào, và đặc ân mà có Chúa ở với chúng ta đời đời là đặc ân lớn lao vô cùng. Những tiên tri, những quan xét, những người ở trong cựu ước, khi Chúa kêu gọi họ, Chúa trang bị họ bằng thần của Ngài. Nhưng khi họ tội lỗi, Chúa Ngài lìa họ. Tất cả những gì mà họ có ở trong chức vụ, trong đời sống họ lập tức biến mất. Như chúng ta thấy trường hợp của ông Samson, chúng ta còn nhớ. Ông có một sức mạnh phi thường. Và lời của Chúa cho chúng ta biết ông đã được chọn từ trong lòng mẹ để sống biệt riêng cho Chúa, gọi là người Nazarene. Thì ông không được uống bất cứ một cái điều gì từ trái nho, rượu nho, nước nho gì đó, tất cả đều cấm không chú. Ông không được cạo và cắt tóc của mình, cạo râu và cắt tóc của mình. Thần của Chúa hành động bởi vì ông được chọn từ trong lòng mẹ. Khi ông được sự kêu gọi của Chúa, thần của Chúa cảm động trên Samson, khiến cho ông có sức mạnh phi thường. Tay của ông ta không xé hàm sư tử. Nó cũng là một cái sức mạnh hết sức là lạ lùng. Với cái hàm của con lừa, ông có thể đánh chết và đuổi 1.000 người Philippines. Khi người ta nhốt ông ở trong một cái thành, ông nhổ cả hai cái cột của cổng thành cũng như cửa cổng thành. Ông đem qua bên đồi ở bên kia đối diện với thành, ông để bên đó. Nhưng khi ông ngã đầu trên đùi của Danila và chỉ ra cho biết cái nguồn của sức mạnh của ông đến từ đâu, Danila đã báo tin cho người Philippines lần thứ tư và họ đã đến cạo đầu ông, thì thần của Chúa đã lìa ông không biết. Ông tưởng như các lần trước, ông chỉ cần dung tay của mình lên thì tất cả sẽ rụng xuống. Nhưng mà lần này thần của Chúa đã rời thì ông không còn sức mạnh nữa. Chớ dập tắt từ Thánh Linh. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta khôn ngoan hơn và cẩn thận hơn, để chúng ta sẽ không làm buồn Đức Thánh Linh là như vậy. Thứ năm, chúng ta cầu nguyện lại Chúa dạy chúng con nhạy bén với tiếng phán của Ngài, nhanh chóng ăn năn và sai khỏi những quá phạm, để cơn giận của Chúa không đổ trên chúng con. Ê-xê-chi-ên chương 18 câu số 30. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi nhà Israel, ta sẽ đón xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi, vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Chúa muốn chúng ta ăn năn, Chúa muốn chúng ta lập tức quay trở lại cùng Chúa. Bằng không thì chúng ta thấy rằng sự gian ác sẽ trở nên cớ hư nát cho đời sống của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta cầu nguyện, chúng con kêu cầu Chúa xin Đức Thánh Linh đánh tan ngọn thủy triều của những điều không công bình và cơn nước lụt của bất công trong xứ sở này đến trên hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Ê-sai 59 câu số 19. Nhờ đó các dân tộc khắp thế giới sẽ kính sợ danh Chúa hàng hữu và vinh quang Ngài. Khi quân thù tiến công như vũ bão, thần Chúa sẽ đánh tan chúng nó. Có những nỗ lực
làm cho hội thánh của Chúa bị giới hạn. Nhưng cảm ơn Chúa bởi thần của Ngài, bởi những sự mặc khải tương tự như chúng ta thấy Chúa Ngài đã cho Joshua trao, mà hội thánh của Chúa đã được báo trước. Và có những người đã được thần của Chúa bày tỏ ở trong đời sống, gọi Ngài đặt sự đời đời trong tấm lòng, thì các đệ tớ của Chúa đã không chịu khuất phục, khiến cho những cái mưu lược của ai đó đã sử dụng con virus này đã bị ngăn chặn. Chứ còn chương trình của họ thì lớn lắm. Và cảm ơn Chúa vì thần của Chúa vẫn còn hành động. Khi quân thù tiến công như vũ bão, thần Chúa sẽ đánh tan chúng nó. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Nếu không thì chúng ta thấy rằng thế giới của chúng ta, hay là đất nước Hoa Kỳ này, nó chắc có lẽ chúng ta sẽ không còn nhìn ra nó nữa. Và cảm ơn Chúa bởi sự cầu thai của hội thánh của Chúa, bởi những tiếng nói được cảm động bởi thần của Chúa, mà chúng ta thấy đã lãnh đạo hướng dẫn để hội thánh của Chúa lại có thể trở lại để sinh hoạt. Vì ý định của rất là nhiều người, họ không muốn hội thánh của Chúa được nhóm lại như xưa, muốn chúng ta tất cả đều sẽ không còn có cơ hội để gặp nhau. Họ tuyên bố rằng những nhà thờ có sức chứa đông người sẽ trở nên những kho chứa hàng. Cảm ơn Chúa, thần của Chúa vẫn hành động. Hội thánh của Chúa đã dần đón tiếp con cái của Chúa trở lại, nhóm lại một cách đông đủ. Cảm ơn Chúa. Họ không muốn hội thánh của Chúa được nhóm lại như trước những gì đã diễn ra trong đại dịch này. Ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho hội thánh của Chúa vẫn có thể nhóm nhau lại. Hallelujah. Chúng ta có góp phần một phần ở trong công việc này. VPC Houston chúng ta là một trong những hội thánh đầu tiên ở trên thành phố này đã có sự nhóm lại sớm nhất. Ngài khen Chúa. Mặc dù lúc đó luôn cả hệ phái Baptist của chúng ta cũng có những cái thư để mà răn đe là đừng tạo cái giờ nhóm của mình trở nên cái nơi để mà mình lây nhiễm cho nhiều người khác. Và chúng tôi cũng được dán nhãn cho nhãn của những người mục sư là không có đầu phục lãnh đạo. Cảm ơn Chúa. Không biết lãnh đạo mà họ muốn nói đây là ai, nhưng mà chúng tôi đầu phục. Nếu ở trong tiểu bang Texas của chúng ta, thống đốc của tiểu bang là lãnh đạo cao nhất, thì chúng ta đã đầu phục và làm đúng theo như điều mà thống đốc đã hướng dẫn và đề nghị. Cảm ơn Chúa, vì ông cũng là người có thần của Chúa ở cùng. Hallelujah. Ngài khen Chúa. Và trong những ngày qua anh chị em thấy tiểu bang Texas của chúng ta, tiểu bang Florida, có những con người tin kính Chúa đang được Chúa Ngài sử dụng để làm những công việc không giống ai trong sự dẫn dắt của Chúa, mà như là những cái thắng rất là tốt để giảm bớt cái tốc độ lao xuống một cách mất quyền kiểm soát của đất nước này. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện để chính mỗi chúng ta cũng sẽ được Chúa Ngài ban phước trong những lĩnh vực, trong những vị trí mà Chúa Ngài ban cho, để chúng ta cũng sẽ cùng ở trong số của những người, của cộng đồng, của những người được Chúa Ngài sử dụng để vận hành trong ơn tiên tri mà Chúa Ngài ban cho hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em được khích lệ không? Và xin Chúa Ngài ban ơn cho chúng ta sẽ cầu nguyện cho chính mình ở trong buổi tối hôm nay. Xin Chúa Ngài giúp đỡ, tha thiết xin Chúa Ngài làm việc. Xin Chúa Ngài đông đầy chúng ta, tái đổ đầy trong chúng ta. Xin thần của Chúa đổ xuống trên chúng ta, và bảy thuộc tính của Đức Thánh Linh sẽ thể hiện trên chúng ta một cách đầy đủ. Chúng ta cần thần của Đức Giê-hô-va, chúng ta cần chính Ngài hành động và làm việc ở trên chúng ta trong ơn của Ngài. Thần công an, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết và thần kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài ban ơn chúng ta sẽ tấn tới trong ơn của Chúa. Hallelujah. Chúng ta giờ này sẽ cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Tối hôm nay chúng ta cầu nguyện theo như của người Hàn Quốc. Chúng ta đồng loạt tất cả mọi người sẽ đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Đừng để ý đến người bên cạnh chúng ta, hãy cầu nguyện. Bởi vì không ai có thể vùng dậy cho chúng ta, mà mỗi một chúng ta phải nhận được ơn của Chúa để chúng ta phải đứng, chúng ta phải trỗi dậy. Cảm ơn Chúa. Có thể
anh em có thể dìu đỡ chúng ta trong phần đầu, nhưng mà cũng phải là quyết định của chúng ta. Anh xin Chúa Ngài ban phước. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện lên tiếng để các anh chị em của chúng ta ở xa cũng có thể amen với chúng ta. Chúng ta bắt đầu. Chúng sẽ cầu nguyện. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.